Vụ cháy lớn xảy ra vào chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, khiến hai khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên bị thiệt hại nặng nề. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút chiều ngày 5 tháng 5, người dân nghe tiếng nổ và khói phát ra từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên, chuyên sản xuất nhựa, đóng trên địa bàn thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm hai kho chứa nguyên liệu là thành phẩm của công ty. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói lửa bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng hai khu kho chứa nhựa rộng 3.000 m2 của công ty cháy đen đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới 20 tỷ đồng.